Xin chào mọi người đã đến với kênh mua sắm online XCN. Như các bạn đã thấy, trên tay mình hiện tại đang là một sản phẩm mới và phải nói đây là chiếc cân điện tử có màu sắc cũng như là hình dáng lạ, bắt mắt và đáng yêu nhất mà mình từng review. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng mình khám và phá xem chiếc cân này có gì đặc biệt nha. Hiện tại mình đã thay đổi góc quay để mọi người có thể nhìn kỹ hơn sản phẩm. Đây là hộp sản phẩm khi mà mọi người nhận hàng từ XCN. Bên ngoài hộp cũng giống như các dòng cân điện tử khác, hãng có ghi đầy đủ tên sản phẩm nè và hình ảnh thật minh họa. Thông số của chiếc cân mình đang có ở đây tối đa là 50kg và tối thiểu là 10g. Cũng khá là lớn và thoải mái cho một chiếc cân điện tử cầm tay. Mọi người có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Một lát nữa mình sẽ nói sâu hơn vào vấn đề này nha. Mặt bên cạnh chúng ta sẽ có 4 màu của dòng này, như là màu bạc nè, màu đen, màu xanh dương nhạt và phiên bản mà mình đang cầm trên tay là màu cam nha các bạn. Dạo đầu xong rồi, giờ thì mình sẽ đi sâu vào chút xíu nha. Hộp này bên mình đã bóc ra trước để kiểm tra hàng khi nhập kho cũng như là trước khi gửi cho khách. Nên là mọi người khi mua hàng ở website của XCN thì yên tâm là hàng luôn được đảm bảo và uy tín luôn được đặt lên hàng đầu. Ở đây mình sẽ có một chiếc khay nhựa cố định sản phẩm khỏi va đập. Và hãng cũng đã rất chu đáo khi có kèm sẵn hai viên pin tiểu 3A cho chúng ta. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn hai viên pin này vào phần mặt sau của cân để chúng ta cùng test thử cân nha. Sau khi gắn pin thì màn hình LED hiển thị sẽ được tự động bật lên. Dòng cân này thì có trang bị cả màn hình LED để cho chúng ta dễ thao tác trong điều kiện thiếu sáng cũng như là ngoài trời. Thì trên đầu cân đây là nơi mà mình có thể treo cố định hoặc là luồn tay vào đây để giữ. Phía dưới là móc câu để mình có thể treo vật cần cân lên. Thì dòng cân này đơn giản thôi, nút to nhất ở dưới đây chính là nút bật tắt ha. Bạn có thể bật và tắt bằng cái nút nguồn này. Nút bên phải ở đây bạn có thể tùy chỉnh đến 4 đơn vị cân. Ở Việt Nam mình thì thường sử dụng nhất là kg, thì bạn nào hay làm bánh có thể dùng thêm đơn vị ounce nữa nha. Rồi cuối cùng thì nút bên trái là nút trừ bì, bạn có thể cộng dồn khi muốn cân nhiều thành phần với nhau, rất là đơn giản đúng không nào. Và một số lưu ý nhỏ cho mọi người là đối với những sản phẩm chạy bằng pin như thế này, nếu mọi người không sử dụng thường xuyên nên tháo rời pin sau khi sử dụng để tránh tình trạng chảy pin hoặc rỉ sét lò xo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của sản phẩm nha. Giờ thì mình sẽ thử với một số thứ để các bạn có thể so sánh được độ chênh lệch và chính xác của sản phẩm cân này nhé. Và đó là sản phẩm của ngày hôm nay. Tóm lại, chỉ với 49.000 đồng thôi, bạn sẽ có một chiếc cân vừa nhỏ gọn nè, vừa tiện lợi, với màu sắc và kiểu dáng rất là trẻ trung, có đèn LED phù hợp với nhu cầu cá nhân hàng ngày hoặc là kinh doanh để cân những mặt hàng có trọng lượng vừa, không cần đến độ chính xác cao đến từng gam hoặc là mini gam. Thì anh chị em nào có nhu cầu về dòng cân này thì hãy comment, hoặc là mình sẽ để đường link mua hàng chính hãng ngay dưới phần mô tả cho mọi người dễ tham khảo ha.
Và đừng quên like, share và đăng ký kênh XCN để không bỏ lỡ những video và sản phẩm mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. XCN.vn, nơi mua sắm online uy tín.